Hello, mến chào cô chú anh chị. Chào mừng cô chú anh chị đã quay trở lại kênh YouTube của Tiến. Thì ngày hôm nay có thêm một số những cái thông tin mới nhất liên quan tới vụ việc mà tranh giành tài sản nhà của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nha cô chú anh chị ha. Đặc biệt là cái câu chuyện mà tranh giành nhà cho ở nhờ của mẹ con cô Cám. À, thì sáng ngày hôm nay thì mẹ con cô Cám cũng lên thông tin là không hòa giải. Nhưng mà Tiến có một cái thông tin rất là mới muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Để như sau đó thì Tiến sẽ chia sẻ thêm một số những cái hay trong cái bài chia sẻ của mẹ con cô Sáu nha cô chú anh chị. Thì lần này là ông Thái Dúi với là cô Mì Xào nhục mặt nữa rồi. Thì mới nhất á, thì luật sư Kha có chia sẻ như thế này nè cô chú anh chị. Luật sư Kha chia sẻ hai thông tin. À, mọi người biết rằng á, là mẹ con cô Sáu kiện Hồng Loan cũng giống như gia đình của Hồng Loan thì từ lúc giờ mọi người biết rồi đúng không ạ? Nhưng mà có một nhân vật đặc biệt cũng kiện Hồng Loan. Mà trước đó thông tin thì Tiến cũng đã chia sẻ một lần rồi, không biết là cô chú anh chị còn nhớ không, đó chính là cô Osin nha cô chú anh chị ha. Thì ngày hôm nay thì luật sư Kha cũng vừa khẳng định một cái thông tin này lại một lần nữa nha cô chú anh chị. Thì luật sư Kha nói như thế này: họ tố cáo cả nhà đến công an quận Phú Nhuận cũng hơi lâu rồi, trong đó có em Osin của cố nghệ sĩ ký đơn nhé. Thì quý vị thấy không? Quý vị mai mốt mà muốn Oxin là phải lựa cẩn thận nha, chứ Oxin mà dạo này là đi kiện chủ là mở két sắt là không xin phép. Cô Oxin nữa, mệt nữa hay không cô chú anh chị không? Đó. Thay phiên nhau để kiện cô gái người ta, dồn gái ta vào đường cùng đó. Vậy thấy ghê chưa? Âm mưu thủ đoạn thấy hại người ta ghê chưa? Đó. Còn một cái thông tin thứ hai, đó là thông tin về luật sư Kha cũng chia sẻ là mình đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý giúp Hồng Loan hai việc. Thứ nhất là về báo 20K, thứ hai là về viên góp và phúng điếu. Thì đến giờ thì mới tạm có kết quả khoảng 95% nha cô chú chị, là vụ 20K còn nợ khán giả 5%, việc 20K 100% việc quyên góp. Thì theo như là luật sư nói thì tới thời điểm này thì tất cả mọi những việc mà luật sư làm liên quan tới cái vụ mà của báo 20K thì đã giao hết cho cơ quan chức năng rồi nha cô chú anh chị. Thì quý vị cũng biết rằng là báo 20K đã bị cấm xuất cảnh rồi ha, và cấm xuất cảnh thì đây là trong quá trình điều tra, thì điều tra thêm cái gì đó thì sẽ bắt đầu là xử lý thôi cô chú anh chị. Đó, nếu mà không có vi phạm tại sao mà phải cấm xuất cảnh đúng không? Đó, thì tại sao mà bị điều tra đúng không cô chú anh chị? Chắc chắn là sẽ có, nhưng mà người ta đang điều tra thêm coi có đồng phạm chủ mưu hay là có gì hay không. Nhưng mà em nghe nói là báo 20K lên chảnh là khai hết trơn rồi. À, là khai rằng là ai đưa thông tin, rồi ai đưa tài liệu, rồi ai kêu nói cái gì, rồi nick ảo là nick nào. Em nghe nói là khai sạch sành xanh hết trơn rồi. Đợt này là mẹ con cô Sáu là hơi mệt rồi nha, thấy gì đó nhưng mà rất là mệt nha cô chú anh chị ha. Còn cái vụ việc mà phúng điếu á, thì là qua Tết nha cô chú anh chị ha. À, phải giải quyết từng việc trước, chứ một lúc qua giải quyết nhiều việc quá là không có được nha cô chú chị ha. Chúng ta phải chờ đợi nha, không có việc hòa giải ở đây. À, và sáng nay á thì quý vị cũng thấy rằng á là báo 20K, đúng rồi, sáng nay thì quý vị thấy mà cô Sáu cũng lên một cái bài, nói chung là nói về nội dung là không có đồng ý hòa giải đâu nha cô chú anh chị. Thì như em chia sẻ ở cái clip trước em nói rồi, thật sự ra cô Sáu có một đứa con rất là thương mình, tại vì sợ mình ở ngoài mất công về già không ai nuôi, nên con cô Sáu luôn đẩy cô Sáu lên đầu sóng ngọn gió, chịu mọi áp lực của dư luận. Còn mình thì thảnh thơi, mình thánh thiện của chú anh chị, giống như là tôi đâu có tham gia câu chuyện này đâu, giống như trong lần họp báo đó em đâu có biết gì đâu, mọi thứ là tại mẹ em hết trơn á, mẹ em làm em có can rồi mà không được đó. Thì lần này cũng vậy thôi cô chú anh chị, đẩy mẹ mình lên thay vì á chính cô cháu gái á đúng không, là lên cái bài đó giải thích rằng à gia đình em sẽ không có chịu hòa giải, còn này là đưa mẹ mình lên để mà viết những status đó. Tại sao? Tránh dư luận người ta chỉ trích về mình, giống như là tránh liên quan tới mình á. Giả sử sau này mà khi xảy ra cái câu chuyện gì thì mình sẽ không có liên quan, tại vì tôi nói lúc đầu là tôi không có liên quan mà đúng không, bài đó đâu phải tôi đăng đó, y chang vậy đó cô chú anh chị. Tại vì quý vị biết rằng á, trong những cái lá đơn của cô Sáu thì có cái lá đơn đó là gì, là Hồng Loan sử dụng giấy tờ giả, và cũng giống như cái người mà đã giả mạo chữ ký để làm hồ sơ cho Hồng Loan. Thì quý vị biết rồi, thì ai làm thì cán bộ nhà nước rồi. Thì ý cô Sáu nói là cán bộ ở đó là có thể mà làm giấy tờ giả này kia, thì liên quan tới cái uy tín của người ta, thì cái việc mà cái người đó có thể mà kiện lại mẹ con cô Sáu là cái chuyện rất là bình thường, hoặc là vu khống cho cơ quan nhà nước thì cũng rất là có thể bị kiện. Nên tới bây giờ là cô cháu gái muốn mình đứng ở một phía một bên sao cô chú vậy, để mà không có bị ảnh hưởng về vấn đề này nha cô chú anh chị ha. À, ghê lắm, tính toán hết trơn, nói chung là thương lắm. Mấy vị thấy em nói rồi, từ cái bữa mà
để mẹ mình đơn thân một mình mà phải đi thẩm định á, trước những cái sự hò hét, những cái người mà phản đối về cái chuyện mà mẹ con mình làm á, thì thật sự ra không có đứa con nào làm gì chân của chú chị, thật sự cho vàng cho bạc mà đi rồi thời điểm đó cũng đi nữa, tại vì mình đi phải ở kênh ở bờ kế bên cạnh mẹ mình phải sát cánh mẹ mình, dù sao cũng đương đầu để mà tranh giành tài sản cho mình. Mà đây quý vị thấy không, nó một thân một mình đi qua bển bỏ mẹ bên đây để đi trong trong cái sự mà reo hò phẫn nộ của nhiều người. Em nói thật sự chứ nhiều khi em nói ví dụ nha, thì sư quá khích đi, người ta lỡ làm gì mẹ mình là sao, đúng không? À, mà thấy không, vậy không qua bệnh vui tôi chụp hình đi dạo phố này kia, không có lo lắng gì trơn của chú anh chị. Để cho mẹ mình, thật sự là cô Sáu con đứa con rất là hay ha. À, nói chung là rất là thương yêu mẹ. À, phải chúc mừng, bởi vì người ta nói là gieo nhân nào gặp quả đó, mẹ nào con nấy, đúng không cô chú anh chị? Và đó gọi là quả báo đó cô chú anh chị. À, và cái việc thứ hai ở đây nè, em phải nói tới cái bài viết của cô Sáu là có hai cái vấn đề mà cũng giống như hai cú tát hẳn vô mặt vô hai người. Thứ nhất là ai cô chú chị? Thứ nhất là mì xào đó, quý vị thấy không, vợ hỏi mì xào tuyên bố tôi sẽ là người phát ngôn cho mẹ con của cô Sáu, chưa nói được bao lâu nữa là người ta lên bài rồi, chúng tôi không có cần người phát ngôn, cũng không mướn cái người phát ngôn nào hết trơn á, những người đó là nói sai sự thật bịa đặt rồi, nhục mặt chưa, thấy chưa, nhục mặt chưa. Đây cũng giống như là một cái cú tát thẳng mặt nhưng mẹ không vô bà mì xào rồi, cô Sáu vô mẹ thẳng mặt rồi, tôi đâu có mượn cô đâu mà cô lên làm đại diện phát ngôn, cô hỏi ý kiến tôi chưa. Cô cho cái quyền tự làm đại diện phát ngôn mà đâu phải dễ, thấy chị đi làm ngon quá cô chú anh chị, làm được nhiều người ủng hộ quá nên là cô mì xào cũng tưởng là mình được vậy cho mình cũng muốn lên làm đại diện phát ngôn, mà chưa vậy chứ nữa người ta không nhận nữa, đưa cái mặt chơi chơi đến để mà làm đại diện phát ngôn mà người ta không cho nó cô chú anh chị, quý vị không, trời ơi ngỡ đâu mà quay xe rồi bị cộng đồng chửi rồi bị khán giả tẩy chay rồi bị mọi người kêu này kêu kia để mà về bên mẹ con cô Sáu hả, để mà xin được làm đại diện phát ngôn. Tôi nhiều fan lắm, tôi là uy tín YouTuber uy tín nè, tôi là đem khán giả tới với Hồng Loan, bây giờ tôi sẽ lấy những khán giả đó về nè, rồi lấy dữ chưa, được khán giả nào về chưa. Rồi tôi xin đại diện phát ngôn mẹ con cô Sáu để mà nói lên tiếng nói câm tâm nè về đứa con hờ lờ nè, trời ơi chưa gì hết trơn nữa mà bây giờ người ta đem lên ta viết một cái bài như vậy, trời ơi tối nay thấy cái mặt mình đau gác chưa, ôi da đau quá em nói mà em còn đau nữa cô chú anh chị, đau quá chứ bây giờ là lên binh người ta mà ta cũng không thèm nữa, lên binh người ta mà người ta cũng không cần nữa cô chú anh chị, sao kỳ vậy. Mà cô Sáu này cũng ác, ra bên mình á, thì thôi mình nói ừ giả sử như chúng tôi sẽ không hòa giải đâu, mọi chuyện cứ để pháp luật đi, nói ngắn gọn đã được rồi đúng không, đằng này còn nói thêm một câu là chúng tôi không có nhờ đại diện phát ngôn nào hết trơn, nó gặp bịa đặt xuyên tạc sai sự thật đó. Thấy chưa, chị thấy chị chưa, quả báo tới chưa, thấy không, bây giờ đi theo người ta mà người ta còn nói vậy nữa mà mình còn giống như là mình còn cố gắng mình binh vực nữa thì thua luôn cô chú anh chị, gọi là quả báo đó. Em sáng nay em nghe chị khoe nói là trời ơi, có ai thấy đẹp không, có ai thấy mà ai bị bệnh như tôi mà được đẹp như tôi không, tại vì tôi thâm tâm tôi trong sáng, tôi làm việc thiện, tôi được yêu thương, tôi nói chung là tôi mới được đẹp chứ, trời ơi em nói thật sự chị ơi, bây giờ thử bữa nào coi chị tẩy trang ra chị ngồi trước coi có đẹp không, chị đẹp không. Em hỏi chị đẹp không, chị thử chị bữa nào chị tẩy trang chị ngồi trước chị livestream trực tiếp là đẹp không. Bữa hôm chị chia lúc chị chia sẻ với em chị nói rằng mỗi lần chị làm clip là phải cả ngày đó em đó, chị làm cả clip cả ngày chứ phải giống mấy em đâu, mấy em làm có vài tiếng à, chị làm cả ngày đó. Tại sao, tại vì phải make up chỉnh sửa rồi tùm lum này kia hết mới đăng lên mới cả ngày nó nhiều khoe ra đẹp, trời ơi thật sự ra em chẳng thấy chị đẹp lúc nào hết trơn á, đúng không, tự tự nhận tự khen mình đẹp luôn cô chú anh chị, thật sự có người quá tự tin luôn à. Nhưng em nói chị nghe nè, chị đẹp hay không đẹp gì em không biết à, nhưng mà em thấy rằng á là chị mà đi bươi móc cái chuyện gia đình của người ta lên nè à, người nên đó là người nào làm thì người đó chịu đúng không, chị bươi móc cái chuyện làm ăn của người ta nè, xong bươi móc cái chuyện gia đình, thậm chí cái chuyện mà người ta chồng như thế nào chị cũng bươi lên chị nói đúng không, rồi á rồi người ta thương ba người ta là đăng lên, người ta nhớ ba người ta đăng lên của người ta thôi mà chị cũng không cho nữa, chị cho rằng gái 40 tuổi rồi không được đăng lên nhớ ba, trời ơi trời, em nói thật sự câu đó gọi là phẫn nộ luôn cô chú anh chị, nghĩ sao mà ba mẹ mình mà bây giờ mà còn phân biệt tuổi tác không cho nhớ nữa,
Trời ơi, bởi vì cái con người mà họ sống không có tình cảm, họ sống không có trái tim, họ sống máu lạnh thì quý vị biết rồi, thì họ mới nói ra được những cái câu nói đó thôi. Bởi vì người bình thường đâu nói được đâu cô chú anh chị. Và em quá sợ luôn, quý vị thấy không? Rõ ràng là sợ luôn. Không biết nghĩ từ đâu mà lại nói ra câu nói đó. Trời ơi, con gái 40 tuổi ở đâu đăng lên nhớ ba. Mà tại sao chị nói câu đó thì chị không nói qua câu, mà tại sao 40 tuổi rồi mà không còn còn đăng lên nhớ cậu, nhớ ba người ta. Nữa chi vậy? Hả? Đúng là thời đại này ha. Con nhớ ba thì không được, nhớ ba phân biệt tuổi tác, còn con nhớ cậu á, cháu nhớ cậu á thì được, lúc nào cũng được chứ, bao nhiêu tuổi cũng được hết trơn. Ở chuyện lạ Việt Nam đúng không cô chú chị, nhưng mà thấy chị thấy đau chưa? Ngày hôm nay đáng lẽ ra người ta đâu có viết cái câu đó đâu, đâu thêm vô đại diện phát ngôn chi. Nhưng mà bữa giờ chị nói nên người ta sợ ảnh hưởng tới người ta. Với người ta nói câu đó là sao? Để khẳng định rằng á, dù cho chị có quay xe, chị có nói tốt giùm chúng tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn không chấp nhận chị. Chị nói thì chị chịu trách nhiệm. Đó. Nên người ta nói vậy đó. Chị thấy chị đau chưa? Chị quay lại chị giúp. Chị quay lại để chị kiếm gỡ gạt những lá đơn. Cuối cùng không bị người ta tát thẳng mặt. Cái đó là cách đối xử của bên đó đó. Đó. Mà em nói thật sự chứ giờ chị quay lại gặp em không tin đó. Ai đâu mà tin cái người mà hai mang hai mặt đúng không? Đó. Em không tin cái người mà hai mang hai mặt mà trước đây nói như vậy mà lần sau lại nói khác như vậy đúng không? Chị còn la trước đây gì chị không biết bộ mặt thật của hờ lờ đó, bây giờ chị quay ra chị biết mặt thật vậy. Chị chỉ nói là tại sao chị lúc này chị nói vậy, tại vì trước đây chị không biết Hồng Loan là chị biết Hồng Loan là con hợp pháp, còn bây giờ chị biết Hồng Loan là con không hợp pháp nên chị mới quay xe chị mới nói vậy. Chỉ bằng một cái câu khẳng định của chị là lúc mà lên tòa hỏi Hồng Loan nói là kêu mẹ con cô Sáu sao kê, chị bịa ra cái câu chuyện là Hồng Loan kêu mẹ con cô Sáu sao kê, rồi tòa hỏi con lấy tư cách gì cũng là con, rồi tòa hỏi con gì, cái Hồng Loan bỏ đi về. Trời ơi, em nói thiệt chị, người ta có não chị ơi, người ta có não, người ta không thiếu mối ót chứ không phải là không não giống chị. Chị bịa ra một cái câu chuyện vô lý như vậy mà chị cũng nói được nữa, để mà chị cố tình bào chữa cho cái việc vay xe của chị. Và chị khẳng định 90% Hồng Loan không phải là con hợp pháp của cố nghệ sĩ, chỉ vì cái câu chuyện sàm tào lao đó. Tòa nào mà lên hỏi là sao kê hay không? Hồng Loan nào mà lên kêu yêu cầu là mẹ con sao kê trên tòa. Trời ơi, có kêu yêu cầu sao kê phải yêu cầu công an chứ ai kêu lên tòa. Rồi tòa hỏi con gì ở đây nữa. Quý vị thấy lãng ghê không? Vậy mà họ cũng bịa ra để mà họ nói nữa. Bởi vì bây giờ bị tát hẳn đau mặt chưa? Đau chưa? Đó, một người. Cái người thứ hai phải đau thêm nữa nè cô chú anh chị, đó là ai không? Đó là anh thái giám tài lanh tài lẹt lên chi đâu, lên khuyên người ta hòa giải, thậm chí còn bỏ tiền ra để mà ủng hộ cho cái việc hòa giải 50 triệu nữa đó. Mà bây giờ người ta lên đó, người ta nói đó, chúng tôi không có hòa giải đó. Những người mà tung cái tên hòa giải đó là những cái người bịa đặt, những cái người nói sai sự thật, càng nói đúng sự thật, đúng thông tin đó. Anh nghe nhục chưa? Thấy không, hy sinh thấy không, cái sân khấu á đang làm ăn được thấy không, đưa cho mẹ con cô Sáu cái là phải đóng cửa, phải chạy ra chỗ khác mở cái sân khấu khác cho mẹ con cô Sáu thuê, xong bây giờ ế tới giờ đó. Giờ lên binh bảo vệ hết mực luôn, lên tấn công Hồng Loan, lên nói đi giúp ủng hộ luôn đó, mà bây giờ người ta nói kiểu đó đó. Không, anh nghe anh thấy tủi thân chưa đó. Em biết rằng đó, là mẹ con cô Sáu nhờ anh lên để mà kêu giảng hòa, đưa thông tin giảng hòa, nhưng mà bây giờ không, người ta tự người ta thấy cái đó bất lợi cho người ta quay lại người ta nói thiệt không. Những người mà nói là không tin giảng hòa đó là những người nói sai sự thật đó, thấy tự tán cho mặt mình chưa? Đó là cách họ đối xử với những cái người mà giúp đỡ họ đó. Nói chung là còn lợi dụng được á, thì họ lợi dụng, còn hết lợi dụng được á, thì họ thấy không, giống với vậy thấy không. Đáng lẽ ra nó ở gia đình chúng tôi không có hòa giải, nó thôi đơn giản cái thôi, còn nói là những cái người mà đưa cái thông tin hòa giải là những người bịa đặt, những người nói sai sự thật, cần nói đúng thông tin, nó tát thẳng mặt chưa, thấy nhục chưa. Mình lên mình bảo vệ, mình có ý tốt hòa giải để giúp đỡ mẹ con cô Sáu giờ không, người ta nói thẳng mặt đó. Thấy nhục chưa, thấy đau chưa đó. Quý vị thấy chưa, tàn là quý vị thấy không đó. Hồng Loan đâu cần phải làm gì đâu, tự họ tự lột vạch trần nhau thôi à, cô chú anh chị, tự họ tự ăn thua đủ với nhau thôi, nhưng mà tự họ lòi thôi, tại vì những người lợi ích mà cô chú anh chị đúng không đó. Rồi một cái phần mà liên quan tới cái cô mà tao nghiến của chú anh chị. Sáng ngày hôm nay đăng lên là cô cháu gái có bán bún bò không? Tôi ủng hộ 1.000 phần. Ủa, muốn muốn biết bán hay không? Muốn bán Tết có bán hay không? Mình xong điện thoại, nhắn tin
Tết này có bán không em? Chị ủng hộ gì mỗi năm ủng hộ cho 1.000 phần. Nhưng mà có không? Chứ bà không thấy ủng hộ có 40-50 phần à, mà còn giả bộ là đi chụp hình chuyển tiền về nữa, mà bị dân tình mạng người ta phát hiện ra là hình trên mạng nữa. Như 1.000 phần nó không nhỏ đâu nha, 40-50 triệu nha. Đó, có hay không nha? Hay là còi mồi? Mồi đúng không? Thấy Tết, Tết đến xuân về rồi, không có vốn đúng không? Mà bây giờ kêu gọi thì kỳ quá. Bây giờ nói mọi người ủng hộ bún bò đi để làm từ thiện đúng không? À, tôi là ủng hộ 1.000 phần nè. Đó, xong rồi có ai ủng hộ nào không? Gửi cho tôi. Gửi cho tôi rồi tôi gửi về để ủng hộ để Tết này cho mẹ con cô Sáu đi làm từ thiện. Có không? À, nhưng mà cái kiểu từ thiện đó thì quý vị thấy rồi, từ thiện tại nhà thì quý vị thấy rồi, thua rồi. Em nói thật sự, nếu em là Mạnh Thường Quân hoặc là một cái người Mạnh Thường Quân bất kỳ nào đi chăng nữa, người ta cũng sẽ không bao giờ người ta ủng hộ cái việc mà từ thiện tại nhà. Thế nhưng mình mở quán ăn mà mình từ thiện tại quán ăn rồi sau kiểm soát, rồi cái người này lấy 40 phần đi phát, người kia lấy 50 phần đi phát, rồi đi phát đường nào, nhà nào, ở đâu cũng không có, chỉ có vài tấm hình chụp cho có lệ thôi. Thì quý vị nghĩ lên, Mạnh Thường Quân đâu có ngu đâu cô chú anh chị, đúng không? Người ta cũng biết thật sự người ta ủng hộ, nhưng mà tiền người ta làm ra thì em nghĩ rằng người ta cũng không ngu đến nỗi mà người ta đưa tới ủng hộ cái việc đó đâu. Nhưng mà sao cũng câu kéo được một số người, giống như một số người giống như là họ muốn gia đình người ta xào xáo lên, muốn ủng hộ cho cái việc sai trái này á, họ cũng ủng hộ của chú anh chị. Còn những người bình thường người ta không ủng hộ đâu, đúng không? Đó, nên cái việc này là cò mồi thôi, em nghĩ là cò mồi để mà giống như lên tiếng để cho có ai theo ủng hộ theo không thôi đó, để kiếm chác nữa thôi, họ tận dụng hết mà cô chú anh chị. Rồi một cái việc mà chiều nay cái cô soạn giả này đăng lên của cô chú anh chị, đó là cái câu chuyện gì cô chị biết không? Đó là cái việc mà cô nghệ sĩ mà chúc Tết cô cháu gái đó, lúc cô cháu gái chuẩn bị đi viện chết rồi, người ta đã muốn che cái đó rồi mà cô còn nhắc lại cái câu chuyện này nữa. Nhớ trong cái clip đó nghệ cô nghệ sĩ nói ti con không phải họ giỏ đó, ti con không phải họ giỏ, thì đăng lên nhiều khi mình phải xóa cái đó đi chứ, đăng cái đó lên tự nhiên cái người ta đã biết rồi, cố nghệ sĩ ổng nói rồi, mày không phải họ giỏ, thì giả sử tao thương, tao thương thiệt nhưng mày không phải họ giỏ thì không được đi tranh giành, không được đi giành giật, nhớ với con, không lẽ giờ nói vạch tẹt ra giờ mày không phải họ giỏ rồi mà không được đi tranh giành thì nó kỳ quá, mít lòng sao ở chung nhau được, thì nói như đó là đủ hiểu rồi đúng không? Đó. Mà quý vị nghĩ sao đi, một cái người cậu mà tại sao phải nhắc đi nhắc lại cái câu đó, ti con không họ giỏ, là ý định là nhắc rằng á, dù có làm việc gì để chăng nữa cũng biết rằng á, là mình không phải họ giỏ nha chưa. Đó. Người ta nói rõ ràng như vậy rồi mà hôm nay cô soạn giả lại đăng lên nữa, chết nữa rồi, giấu muốn chết luôn mà bây giờ còn đăng lên nữa. Đó. Người ta xem là người ta đủ hiểu rồi, không tự hại mình thấy không cô chú anh chị không? Đó. Không lo, không cần phải làm gì, tự họ đăng lên để họ minh chứng cho cái sự yêu thương, đăng lên đó em đâu thấy sự yêu thương đâu. Thì bây giờ lại chúc Tết thì ông Năm chúc Tết thì người nào cũng vậy thôi, nhưng mà tại sao những cái người kia ông Năm nói mày không phải họ giỏ, nhỏ kia không phải họ giỏ, mà tại sao nói với cô chú gái biết con ý định tranh giành đúng không, nhưng mà ông Năm nhắc cho con nhớ con không phải họ giỏ hả, nhớ nha con. Chết chùa cái trái rồi đó. Thì đó là một số những cái thông tin mà Tiến muốn chia sẻ đến cho cô chú anh chị. Thì cuối video Tiến cũng xin giới thiệu, đây là bánh đậu phộng hình nón lá cho cô chú anh chị ha. Cô chú anh chị nào mua ủng hộ em thì nhớ nhắn vào cái số điện thoại là 0879262482 nha. Bánh rất là ngon nha cô chú anh chị. Tết này mình để trong nhà trưng hoặc là ăn, mời bạn bè cũng rất là ngon, ăn lạ miệng. Thay vì mỗi năm mình ăn mấy cái mứt hoài thì nó ngán mình, năm nay mình đổi ăn này thử nha cô chú anh chị, ngon lắm cô chú anh chị ơi. Mình để ngoài không cần để tủ lạnh cũng được nữa, để tủ lạnh thì nó càng lâu thôi, để ngoài thì giờ đây gần Tết rồi mình để ăn thoải mái ha. Cô chú nhà mua thì liên hệ số điện thoại để bên dưới phía màn hình để liên hệ với em nha. Thì em cũng xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại cô chú chị trong những video tiếp theo nha. Bye bye.